cuối. Và 10 điều nhất định phải làm khi đến Hà Nội. Lạnh vậy má. Trời ơi. Thầy đổi qua đi ăn cái nha. Đói quá trời, đói quá chửi thôi. Việc đầu tiên, đi ăn phở. Ngon lắm, mới được ăn, trời bữa chất lượng luôn á. Ô trời đất ơi, sợ nha má, sợ nha má. Ta nói ăn cái tô phở, nó đã... rùm tùa. Một chiếc phòng thật rộng, ở ngay Hoàng Kiếm. Cái giường siêu to khổng lồ nha. Có cả view phố cổ, toilet lẫn nhà tắm đều riêng để lỡ ở có hai đứa buổi sáng đỡ phải nhìn lộn. Có bàn trang điểm, có tivi đồ luôn. Hay có cả máy sưởi nha. Outfit check. Đây là outfit đi ăn bún đậu. Ê cái outfit da nè, mua 2 năm chờ giờ mới mặc á. Việc số 2, đi ăn bún đậu bữa nhưng lại ăn nước mắm. Ủa giòn ngon quá. Trời ở ngoài hết nó giòn tan mà trong nó mềm. Đỉnh, bún đậu chú Linh. Ừ, lòng quá Hà Nội, Sài Gòn thì nó không tươi. Cái này đậu thường là đậu chiên sẵn nha. Hiếm lắm thì mới có một tiệm mà là đậu làm, đậu mơ thôi á. Mà đậu mơ Sài Gòn ăn mắc lắm thường á. Cái mâm đó 83.000. Mâm đó 83.000, cái mâm đó trong Sài Gòn phải 300. Mâm đó trong Sài Gòn phải 300. Điều số 3, nhổ tóc bạc cho sếp Queen là... Gặp nhau rồi, thật khó lìa xa. Bao tâm sự còn đang dang dở. Tình ta mênh mông như biển trời. Nhưng trí chàng còn rộng lớn hơn. Nó ngắn mà nó nhiều quá luôn. Đôi ta không duyên cả. Tóc sơ xù lên hết luôn, hay thiệt. Bình thường là ở Sài Gòn là tóc chỉ có bết thôi. Lần này thì mình đi ra mình chơi một tuần là chính, và cũng như là ăn đám cưới Tân My. Do là bay cuối năm á cho nên là mọi thứ nó cũng đều rất là mắc, từ khách sạn nè cho tới vé máy bay. Giống như mình là mình vừa đáp máy bay xuống, mình sẽ di chuyển vô thành phố bằng xe bus. Mình sẽ đi xe của Vietjet. Đó, có 50.000 một người. Khách sạn này là mình ở Hoàng Kiếm luôn nha, Calido Hotel. Đó, ê, phòng rất là xịn như mọi người đã thấy. Thì hình như là có đang có chương trình là check-in thì sẽ được tặng thêm một đêm nghỉ dưỡng nữa thì phải. Số 4, đi Văn Miếu nhưng là tour đêm. Ôi trời, trời tối hồn. Ôi cái đường này nó tối. Ôi sợ. Các sĩ tử là có ăn kem Geneto nè mọi người. Đó đúng rồi, ngày xưa là sĩ tử ăn kem Celano nè. Đỉnh quá. Văn Miếu thì vẫn sẽ là Văn Miếu thôi, nhưng sẽ gắn thêm đèn LED này nọ này. Đó. Và cũng như là sẽ có một cái show ánh sáng vào cuối đường vào lúc 7:30. Ôi trời, chữ này chữ gì trời? Thu. Thu là gì? Thu nghĩa là không. Không. Ôi trời. Thời Trần Hồ 1226, 1407. Thì đó, tao cũng là Trần Phú Tiến thì tao phải hậu vệ không? Không chắc học dốt như tao chắc là không đâu. Tao bên kia cũng hậu Nguyễn kìa. Thì em muốn là hậu vệ hả? Không, mày học dốt lắm, mày không phải. Trời ơi. Trời ơi, ơi. Thiệt luôn á. Có vẻ thư pháp mà như là xinh gì á. Và nơi duy nhất hội tụ lắng đọng những tinh hoa đó chính là Văn Miếu Quốc Tử Giám, ngôi đền của tri thức. Thank you.
Hy vọng rằng quý khách đã có một cuộc dạo chơi giàu cảm xúc trong không gian huyền diệu của ngôi đền tri thức Văn Miếu Quốc Tử Giám. Công nhận là rất là đẹp và sẽ có rất là nhiều giá trị, nhưng mà tại vì gọi là coi chiếu như vậy thôi và không có thuyết minh đi kèm ấy, cho nên là nhiều khi coi thì mình cũng không hiểu rằng là đang nói cái gì. Tại vì cơ bản thì mình cũng không có nhiều thông tin, và hy vọng là nếu như mà gọi là ban tổ chức Văn Miếu coi được cái clip này của mình á, thì sắp tới thì sẽ có đi kèm thuyết minh với chiếu đèn nhé. Số 5, đi ga tàu Cát Linh thử một lần trong đời. Rồi vô. Ui, đi rất nhiều ga từ Hồng Kông cho tới Singapore cho tới Thái Lan, chưa đi ga. Lẻ dữ vậy luôn quá hả? Ừ. Như là mình đang ở Nhật vậy. Như là ở Nhật. Khách xuống ga Nam Thành trước khi sẵn sàng. Cảm ơn. Welcome to Cát Linh Hà Đông Urban Railway. Trời, nó như con gấu quá. Rồi hôm nọ đi. Tắt tiếng rồi. Happy New Year. Xui. Ủa em này già hả vậy? Đại gia hả ta? Noel mà. Không. Thì đây là Noel này, cụi biết em không có gấu nên cụi đã tặng cho tôi một con gấu. Đó thử coi con mùi ra sao. Ôi ngọt quá. Đây rất ngọt luôn á. Giờ mật ngọt thì chết rồi. Số 6, lại đi ăn phở. Wow, lần đầu ăn phở bò xuất hoa. Không phức kết. Đi số 7, đi bộ một vòng Hồ Gươm. Mát quá mát, hôm nay không có lạnh mọi người. Mát mát, đi bộ ok lắm nha. Đi hết một vòng. Nói chứ mệt quá. Đi mới có nửa vòng. Mệt quá. Chớ nói. Đi về. Ôi, cái giọng ông đểu nó vừa đó nhé. Rồi xong dính cái lá che luôn cái mặt. Số 8, nhất định không được ăn cái gì hết tại vì đang giảm cân. Ăn kem tràng tiền. Ui, bút. Bánh đẹp rồi. Tô này 30 mọi người, trời quá trời luôn á. Đi ăn kem trứng. Gọi đàn ăn công an hút. Đàn ăn công an hút mấy má ơi. Công an hút. Công an hút chạy. Trời ơi. Ra Hà Nội là bị công an hút mấy lần rồi. Trời, đi ăn cứ bị công an hút ghê quá. Miếng lươn. Ôi, ra đây phải ăn lẩu ớt mọi người ơi. Tùng bạch chiên. Trời ơi, đã quá. Ăn một cái lẩu mà một đàn hết luôn. Ngon quá. Nước chua chua ngọt ngọt. Quán chua chua ở Hà Nội. Ông ngon quá. 200 phá đất chính nằm nướng vong nha. Số 9, ra Hà Nội là phải thử đi 1009 nha. Đưa tay lên cao, come on, hands up, hands up. 2, 3, go. Cái cam màu cam, lao cái cam đi. Tại quay buổi sáng đây qua đây. Mình đã trở lại những bớt như xưa. Ê, tóc bớt hết rồi mày ơi, tóc bớt hết rồi. Ê, tao vô lần đầu tiên đi ba mà bị gã mọi người, ghê không? Cuộc đời không phải đi ba bị gã còn đỡ. Đi ba bị phát hiện. Đi ăn cưới Tân Một Cú và Mi Đạn. Chắc là điều cuối cùng trong cái lốc này luôn rồi đó. Thì ăn cưới xong mai về rồi. Hết tiền rồi gì. Khổ lắm ha, người vướng con rắn lên một cái. Hú hồn liền. Rồi xong, đi làm outfit của mình hôm nay đi. Ở ngoài nhìn rất phản diện nha, layout makeup này ác quá nha. Ác tự nhiên. Không có
hơi đám cưới thì là gia đình anh Tâm có cho anh xỏ hay không? Chú rể kìa, chú rể kìa. Ui dồi ôi. Đám cưới mà thành TikToker không ha? Ôi, đây rồi. Quá đỉnh, quá đỉnh, xuất sắc nha mọi ê, người chị ơi. Chị ơi, chị có thể ghi tên vào nhớ nó bay đi mất cả như sao. Tao dán hai lớp, tao nghĩ hai mặt rồi. Phải nhớ, em có thể mà. Rồi tao sẽ ghi cả Facebook, cả Insta. Email bục một phát là mình sẽ lấy được cái cọng này trị giá là 5 tỷ nè. Nó 200 nghìn nữa gái ơi. Y tế. Thỏ đeo anh ơi. Chưa. Trời ơi, anh này quăng miếng quá. Đây là cái nhanh nhất. Ok á. Có hả? Tóc quá đẹp luôn. Không sự cưới. Nè, đặc sắc nhất của bộ đồ á, thật ra bộ đồ này là đồ cũ hết thôi. Ừ. Nhưng mà cái món đặc sắc nhất á là cái đồng hồ 1000 đô. Đâu? Đây. Ê, anh bị quên một cái gì rồi phải không? Anh não anh lắc rồi, anh nhớ chưa? Anh nhìn anh nhớ chưa? Không, tao nhờ nó thay pin hộ. Tao nhờ nó đi thay pin hộ chứ không cho. À, đây đâu mà bố sao cho tao, bây giờ tao cho nó. Không cần. Cho mượn thôi. Đi! Trời ơi! Trời ơi! Đẹp quá! Bình thường ở nhà thì công ty là Miss Lana, hôm nay cũng là Ngọc My nhá. Mọi người ơi, chào kênh YouTube của em đi. Đây, ở ngoài Bắc là ăn nhà hàng là cũng sẽ tự gấp nha mọi người, không ai gấp cho mình chưa? Hàng ăn không hàng? Gấp cho em ơi. Đây, anh gấp cho em. Anh ơi thôi. Hằng ơi, cho em nè. Anh ơi, em cảm ơn lòng tốt của anh nè. Đây là cái đám cưới đi miền Bắc đầu tiên của em hả Hà? Đúng vậy, đây là lần đầu tiên em ăn cưới ở miền Bắc. Em cảm thấy như thế nào? Nghe đồn người yêu cũ của em là chơi Bắc luôn đúng không? Trời ơi, trời ơi, cứu tôi. Sơ hở là nhắc người yêu cũ luôn rồi ta. Cái gì nhắc anh ơi? The menu. Đúng là đồ ăn khách sạn 5 sao có khác nè mấy mọi người ở bánh lăng nè. Rồi, này cái này cũng làm được luôn nè. Vẫn chưa. Bình thường nó khô lắm. Hôm nay lạnh nhưng ẩm. Trời ơi nó bớt nè. Mua một tô phở, tính mua là vừa bò vừa gà, xong rồi kêu hai loại thịt. Cái ra hai loại thịt bò. Ủa sao
tại sao lại ở đây lại ăn rau húng quế nhỉ? Hả? Đây ăn phở là ăn rau húng quế má. Ngon quá. Mặc dù tô phở trong đây nó vừa mắc, nó vừa không bằng một góc cái tô phở ở ngoài phố nữa. Nhưng mà vô đây hết sự lựa chọn. Và cuối cùng là cảm nhận không khí lạnh tại Hà Nội vào mùa đông. Ngày đầu tiên tới ngày 24, 13 độ C, thấy rất bình thường. Nhưng hôm nay tự nhiên dậy, trời ơi, 25 độ lạnh lạnh, lạnh chịu nổi rồi, thấu xương luôn. Lạnh cũng hết tiền, sức tàn, lực kiệt rồi. Video của tôi tới đây là kết thúc nha. Tạm biệt cả nhà yêu. Mình đá bát phở xong mình lại về với Sài Gòn thân yêu đây. Bye.